Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cũng như có người đặt các phần mềm này. Ở đây mình sẽ dùng phần mềm của hãng gồm luôn cảnh hóa cơ rồi tấn công. Sau đó là trauma. Ở đây chúng ta sẽ cài cơ control. Sau khi nhập các thông tin cá nhân này, đây, trong phần trình nát chúng ta sẽ làm trình nào thì nó đã có sẵn cái nameware Virtual Appliance này. Chúng ta cần chỉnh nó và cái sửa đổi này chúng ta lắp về. Sau khi tải về chúng ta sẽ có cái file cuốn sheet như thế này. Ở đây nó có hai file là VMDK và MX. Đây là hai file của VMware. Thì các bạn sẽ nhớ vào cái thứ 1. Ở đây mình sẽ nhớ OD VMware Carrier. Sau khi chạy nén thì các bạn vào cái VMware, các bạn mở cái phần mềm nén ra, chúng ta sẽ được kêu luôn. Các bạn phải edit chỉnh sửa lại cấu hình cho nó. Đây là cái hình mạng thì tự internet vào nó có từng mẫu mềm kêu luôn. Sẽ đặt cho nó là cái tái sinh cái một. Còn lại cái cặp mạng thứ hai á, cái cặp mạng này để mình lấy cặp mạng lan. Thì cặp lan mình sẽ nối vào cái hấp và nó cấp cho hai bây giờ tất cả các mấy con trên mạng mà không còn xác anh uy tín nữa, người ta đặt cái đó di động. Ở đây thấy là có hai cặp mạng, mình kiểm tra nó về cặp mạng bon mạng lan. Môi trường phần lát cho nên đó là cái cạc mạng qua này các bạn hãy chọn lát hoặc quýt, nhưng mà do là cái ở trong trường học đó, nó sẽ giới hạn một số địa chỉ mắc nó lại rất là đi, mình hãy chọn lát để dùng chung IP với lại cái máy tính mình luôn. Còn ở cái nước của Alta 2 là phần lan đó, mình hãy chọn hot sony hoặc là chọn cái cạc hot sony nào đó mình tạo xong. Thì cái việc tạo thêm cạc này sẽ có ích trong cái việc các bạn chạy nhiều cái máy ảo mà không may hiểu đúng không? Mình tạo một cái thêm này, mình chỉ chọn hết sử dụng và nó tắt cái sử dụng thì chúng ta sẽ cập đi các bạn. Sẵn cái IP này là người ta thiết lập sẵn cho các VMware để các bạn có cái configuration và chỉnh lại. Đây có hình cạc quan của internet này. Một cạc quan nếu mà mình cấp được IP động thì chọn là sai password thì nó tự nhận IP. Cái cạc lan thì mình cũng phải set IP tỉnh nó cũng cấp IP cho nó khác. Do là tại SCP nên là nó như vậy nó sẽ tự nhận lại thì bạn đã nhận rồi. Các bạn vào trong bếp bên đây là trên hoàn toàn
thiếu một bạn. Cái hôm lại cái đó sẽ